lại là cái quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị khởi hành, bởi vì như thế là cái bữa tiệc ở đây sẽ ngắn gọn và chỉ có hoa quả với lại giới thiệu chúng tôi vân vân. Thì xin mời các cổ phần ra bắt đầu triển khai việc đi nhá. Đây là bằng cách nào đấy? Chúng tôi chưa 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 chư